BP. Ủa sao ít thế này? Vãi nổi BP như như ạc luôn. 18 GSC chơi vào tầm gần 8 triệu. Gần 8 triệu BP trắng chỉ được tầm 26 tỷ vãi cả nồi, nó lởm ơi là lởm đấy các bạn ạ. Đủ mà nó lởm một cách thảm hại luôn, thành 2 tháng lần. Sun Việt Nam Legend nào. 1000 lượt của sân cỏ được lửa. Một con nhá. Anh Đức. Đấy, tôi bảo đợt này mở Việt Nam Legend khá khá luôn. Một con này. Xoay Tiger tỷ 1 à? Thôi tỷ 1 không cần, tỷ rưỡi ghi. Thanh Nguyễn đúng sự kiện trông toàn gói lở. Tiếp nào. Huy Đệ. Ôi dồi, không có hàng rồi. Ra con bơi khắm này. Bơi khắm. Anh nghĩ năm nay gà cho trung thu như năm ngoái không? Anh cũng giống giống, anh nghĩ thế. À, Hồng Sơn luôn à? Đấy, hai con. Hồng Sơn y VNL. Nhà anh cách sân 4 cây chứ mấy, chả nhớ lắm. Hoàng Quốc Việt ra sân Mỹ Đình chả nhớ biết bao nhiêu. Tưởng xả nhiều lắm nhỉ. 60 gói được 3 con Việt Nam Legend. Công Vinh. Rồi Sơn, lại Sơn công chúa. Quanh đi quẩn lại toàn thế. Giờ không sang Jackpot rồi nhá, hết nick sang Jackpot rồi. Đã tô chính xác. Những anh em nào mất nick xong cứ khẳng định không bấm vào gì cả. Ui ACN, à không phải, ô C-Dot. Dot thì được. Dot thì được, 08. Mười mấy tỷ rồi. Phan Anh Minh ở FIFA này đừng ôm hàng nhé, ôm chỉ chết. FIFA này 3 ôm hàng tốt, nhưng FIFA này, úi 2 tỷ rưỡi này. Nhưng FIFA này 4 mà ôm hàng chỉ có chết. Linh đồ lót. Hai con MU luôn nhé. Linh đồ lót UP5. Tô Cóng hay là Gullit đâu. Thanh Tùng đúng, Việt Nam rất là cay. Cay vì không được pen. Tô. Tô lại đi giày đen. Ôi, vừa bảo xong không thấy tô đâu, 11 tỷ. Ôi, có tí, có tí. Nhưng nhé, cái gói này lại gói của cờ tỷ phú chứ không phải là gói bên sự kiện sân cỏ lực lượng. Thế mới cay. Tô Cóng biết nó giữ lại đập không nhỉ? Đập đi nhỉ, giữ lại đập cho nó vui. Giờ thiếu Gullit nữa. Đây này thiếu của Gullit nó đẹp. Ui, tưởng Gullit 3 lách à? Ừ, lách thì được. Lách thì được đấy. Lách thì được đấy, bao nhiêu tỷ rồi? 5 tỷ. Để. Hai con này có khi đập luôn nhỉ. Nói chung là tất cả những hàng top của mùa EBS tôi mở sạch rồi. 4 kia là không mở rồi. Huy Đại đúng ôm đau nhất là Ruben Dias. Ai kêu Blink 8 ra tô cóng luôn là tốt nhỉ. Blink 8 ra đúng tô cóng luôn là tốt. Cái nồi gì đây? Ui dê già. Sở ti vần dê già mới đeo chứ. Bạn Lâm, bạn của ấy. Bạn bạn ông tô cóng. Sở ti vần dê già. Chơi nhiều, nhiều chứ. Nên này thì chơi 600 vòng của cờ tỷ phú. Bây giờ chơi tiếp 1000 lượt của ấy nữa. Ui Gullit. Mấy. Ui. Trời ơi, Gullit thiếu tí. Trời ơi, rock mà Paul Pogba của nick trước. For 3 LH thì 7, con này Gullit là 6. Trời ơi, bàn. Cay thế. Đủ mía nó. Super lở. Lởm cung cực. Ra con gì đây? Coutinho á? Ô phải nồi, chỉ số cao gớm. 107, 7 tỷ. Thôi tạm tạm. Cứ tưởng toang mà ra con hàng gọi là tạm tạm. Thế à, chơi đi. 8k8 rồi ạ. Thế thì quẩy luôn à. Mourinho. Cô kê à, tôi xong rồi. Cái dòng chat ở trên đây nó bị lag rồi nhá. 113. Nó cũng được. Cũng được. Không nên nói tệ. Có tí tiền bù. Hoàng Nguyễn không nhé. Úc không giữ sức mà Úc không quen mặt sân lắm. Mặt sân chúng ta hơi xấu. À 107. Ôi rồi có khôi ngay.
đang vào tìm phôi 07 có luôn các bạn. Đây. Đi Costa của UP cộng 5. Qua được 3 năm thôi. Trọng Minh giờ chơi 30 đến 50 được bao nhiêu tỷ á? 50 vòng 5 củ à? Ôi, Vieira hàng 107 này. Nên bán này làm phôi nhỉ? 4 tỷ rưỡi. Bán 4 đi nhỉ? Huy làm sao chứ anh dùng con Ford anh cắm thoải mái, chả sao à? Kaka, ừ, được có tiền. Này cô cu kìa. Cu 22. Thiên thần C5. Vâng, muốn mua Torres mà giá đẹp thì ui gì đẹp. Mua Torres giá đẹp thì hãy chờ cho tầm khoảng 1 năm nhé. 8 tháng cũng được. Em nhìn tấm gương của mùa MC em ạ. Hãy nhìn tấm gương mùa MC. Nó mất tầm 8 tháng bây giờ giá trị rất là rẻ. Mấy phôi 0706 vào Zera, nếu lên thì lên, không lên thôi. Nếu là đặt lệnh triệu vi đỉnh cao nước chấm, đẩy chị em ra mà hết mùi đất. Xà lách. Đây rồi 107 đây. Xà lách